Kính thưa quý vị, khi chúng ta nói đến Phật giáo Tây Tạng thì chúng ta nói đến Đạt Lai Lạt Ma, cũng giống như chúng ta nói đến một trong những vị hòa thượng có thể nói rằng rất là nổi tiếng và rất được nhiều người kính trọng, đó là ngài Gashok Rinpoche. Đến bây giờ thì chúng tôi được biết rằng là trong cái lịch trình thăm viếng của ngài tại Hoa Kỳ sẽ được diễn ra vào từ ngày 22 tháng 3 cho đến ngày 10 tháng 4. Thế nhân cơ hội ở đây, cô Christine Nguyễn có thể trao đổi với Lama cho chúng tôi biết năm nay ngài Gashok Rinpoche có đến tại Hoa Kỳ để truyền đạo hay không, và cái lịch trình của ngài như thế nào và mục đích chuyến đi này như thế nào, thưa cô Christine? Dạ, ngài là ở đây, ngài đến Nam Cali của mình thôi. Oh dạ, đến Cali thôi. Ngài sống ở Arizona. Can you tell us about the program Gashok Rinpoche will come in March in your center? Yes. Okay, Gashok Rinpoche is coming to Los Angeles, our center, in the March program. First, March 22 evening, he will give the public talk, and then following weekend we have Akshobhya, Buddha Akshobhya empowerment. Buddha Akshobhya is very powerful, very, very good, because the Buddha Akshobhya, practice Buddha Akshobhya, they will purify all negative intentions. That's very important. That's why we arranged this empowerment. Then we have Yamantakas retreat. After that, we have another empowerment. Hayangirwa's empowerment and teaching, the insight meditation. Yeah. Called Mahamudra, four-step Mahamudra. Yeah. Vào tháng 3 này, Gashok Rinpoche sẽ đến trung tâm Rinchen Choling, thì ngài sẽ dạy pháp về Đức Phật Asotapa, cái lực rất là lớn đã giúp để có thể bạc trừ những cái chướng ngại của chúng ta. Và ngài cũng sẽ dạy pháp Mahamudra, là pháp đại thủ ấn, là pháp cao nhất đạt đến thành tựu gần một vị Phật của Phật giáo Tây Tạng. Ngoài ra trong cái giữa 20 ngày đó thì ngài sẽ có một cái nhập thất rất là quan trọng, đó là nhập thất Yamangata 7 ngày tại trung tâm. Đó là nhập thất kính dành cho những người học trò trên toàn thế giới. Yeah. Thế thưa cô Christine Nguyễn, làm thế nào để mình được ghi tên danh sách vào nhập thất của ngài như vậy thưa cô? How to register to the Yamantaka Dubchen? Yamantaka is only do the senior practitioners, mm-hmm. not for beginners. Yeah. Okay. Mm-hmm. Thì ngài nói rằng là cái Yamantaka Dubchen nó rất là quan trọng, cho nên dành cho những hành giả cao cấp. Thì chắc này bổ sung lời của ngài, có nghĩa là mỗi một năm thì họ sẽ có một cái ngày họ cho đăng ký, và mỗi một người trên thế giới sẽ đăng ký trên cái email đó. Nhưng hiện nay theo chúng tôi được biết là danh sách đã kín và danh sách chờ đợi cũng hơn 100 người rồi trong waiting list, cho nên chắc là khó có thể đăng ký vào trong cái Yamantaka. Tuy nhiên những tuần lễ còn lại, Gashok Rinpoche ở đây là dạy là cho public, là cho cộng đồng, thì chúng ta cũng sẽ có thể lên website của trung tâm để mà đăng ký. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ tổ chức một chuyến xe bus cho người Việt tại cộng đồng của chúng ta. Nếu mà muốn đi đến đó thì chúng tôi sẽ tổ chức để mà đưa người Việt chúng ta lên đó. Vâng. Thì xin quý vị liên hệ với số điện thoại là 714-399-8850. Vâng. Số điện thoại của Christy, để mà Christy sẽ sắp xếp cho quý vị. Dạ. Yeah. Yeah. Thưa cô Christy, là cộng đồng người Việt thì hàng năm nếu ngài Gashok Rinpoche đến thì họ hưởng ứng như thế nào? Và cái tổ chức nào là đại diện cho người Việt để có thể trực tiếp giao dịch rồi trao đổi với ngài, với là tổ chức cho cái cộng đồng người Việt ở đây được quyền có cơ hội để gặp gỡ ngài ở tại Arcadia, thưa cô Christine? Dạ thưa anh, trụ sở chính của ngài tại Nam Cali là trung tâm của Lama đây. Yeah. Thì chúng ta có thể liên hệ trực tiếp ở đó, họ sử dụng tiếng Anh và có tiếng Hoa, thì cũng có những người Việt để mà phiên dịch. Bên cạnh đó thì theo lời thỉnh cầu của người Việt tại quận Cam, thì tháng 6 này Gashok Rinpoche sẽ quay lại. Sẽ quay lại vào ngày 14 cho đến 16 tại Sài Gòn Performing Arts. Ngài sẽ chủ trì một pháp hội gọi là pháp hội A Di Đà, tự tánh quang minh, để dạy cho người Việt không thôi.
Và vào ngày 17 tháng 6 thì sẽ có một cái buổi gala dinner chiếu phim về cuộc đời của Ngài tại nhà hàng Moonlight Restaurant. Thì cái chương trình đó do Việt Nam Đà tổ chức. Việt Nam Đà Foundation là một cái tổ chức phi vụ lợi của người Việt, được Đức Lạt Ma chỉ định để mà phát triển Phật giáo Tây Tạng trong ngôn ngữ tiếng Việt Nam. Thì Việt Nam Đà sẽ tổ chức cái chương trình đó vào tháng 6, thì có lẽ chúng tôi sẽ quay lại thêm thông tin khi mà chúng tôi có poster chính thức. Nhưng mà quý vị xin hãy giữ cái ngày là từ 14 cho đến 17 tháng 6, là quý vị có thể ở lại tại Quận Cam hoặc là ghé đến Quận Cam để thử tham dự. Tại vì đã từ lâu rồi, 7 năm rồi Gachon Rinpoche mới đến cái vùng này. Yeah. Thế không... thì cô có thể cho khán thính giả chúng tôi biết thêm một lần nữa là ngày Gachon Rinpoche sẽ đến Quận Cam, đặc biệt là Performing Art, vào cái thời điểm nào, cô có thể nhắc lại cho khán thính giả biết. Gachon Rinpoche sẽ đến và chủ trì Pháp hội A-di-đà tự tánh quang minh vào ngày 14 đến 16, đó là thứ 6, thứ 7, chủ nhật tháng 6 tại Sài Gòn Performing Arts Center. Và thứ 2 ngày 17 tháng 6 thì sẽ có một buổi gala dinner chiếu bộ phim về cuộc đời của Gachon Rinpoche tại nhà hàng Moonlight Restaurant trên đường Beach. Thì bộ phim này là do những người Mỹ họ làm về Ngài. Dạ, họ đi theo Ngài suốt 7-8 năm trên khắp nơi trên thế giới để quay cái bộ phim tài liệu đó. Dạ. Thế trở lại một câu hỏi với Lama Tutinima. Thì nếu người nào đó được cái cơ may đến diện kiến với Ngài Gachon Rinpoche trong cái kỳ mà tu luyện vào tháng 3 cũng giống như là tháng 4 tới đây, thì những người đó họ sẽ được cái ân phước như thế nào? They ask how blessing if the Vietnamese they come to be blessing by Gachon Rinpoche. Oh yeah, I think that's will be very wonderful because Gachon Rinpoche is very compassionate. You see Gachon Rinpoche, then you know, you can feel that wherever he go, whoever he see, very touch, very become very close. Yeah, that's very. Yeah, I think will be very blessed. Oh, I see. Dạ thưa, Gachon Rinpoche là một người nổi tiếng tại đất nước Tây Tạng và trên thế giới, là một người có tình yêu thương và lòng bi mẫn vô bờ bến. Nó giống như đại dương và giống như hư không vậy. Cho nên chỉ cần quý vị nhìn thấy hình ảnh của Ngài mà lại đã có xúc động rồi, huống chi quý vị được trực tiếp đảnh lễ Ngài, được Ngài ban ân phước, thì đó là một cái điều mà vô quý báu. Ở Tây Tạng họ nói rằng là mình có rất nhiều sự giải thoát, thì sự giải thoát qua sự nhìn thấy, có nghĩa là chúng ta được nhìn thấy Gachon Rinpoche, có nghĩa chúng ta đã được mở cánh cửa giải thoát. Vâng. Thế thưa cô, dự trù là trong những thời gian từ 22 tháng 3 cho đến ngày 10 tháng 4 thì số lượng Ngài có thể tiếp được bao nhiêu người, trong đó có cộng đồng người Việt chúng ta đến, thưa cô Christine? They asked that you can estimate how many people can be blessing by Gachon Rinpoche in March and include the Vietnamese, how many people, Vietnamese people can be come there to be blessing by Gachon Rinpoche. How you think? Many people can come. As much as you can, We have big temple. Yeah. We have a Vietnamese, I will prepare a Vietnamese translator also. Okay. Ngài nói là bao nhiêu cũng được hết, không có phân biệt, cũng không có giới hạn. Thì chúng tôi cũng sẽ có phiên dịch tiếng Việt, cho nên là quý vị cứ việc đến đó. Trung tâm rất là rộng lớn và đẹp. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một bài sinh hoạt Phật giáo, và đặc biệt chúng tôi muốn gửi đến quý vị sinh hoạt Phật giáo Tây Tạng để quý vị cùng hiểu và nhận thức được một trong những cái sinh hoạt Phật giáo mà được nhiều người trên thế giới biết đến qua hình ảnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và đặc biệt hôm nay thì chúng tôi nói đến Ngài Gachon Rinpoche, là một trong những vị mà có, theo như lời cô Sĩ Nguyễn, là một trong những người tỏ một cái lòng thương yêu vô bờ bến. Và theo như lời của Đức Lạt Ma đây cho biết là cái sự thân mật và gần gũi của Ngài đối với tất cả mọi người. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Mỗi Tuần Một Vấn Đề, và chúng tôi sẽ lại quý vị trong giây lát.